Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay cùng với Lưu Việt Hùng khám phá Hilton Harbor. Ok, let's go. Trời ơi, đường vào trong hơi ngoằn nghèo nha mọi người. Ngoằn nghèo quá. Đây, bây giờ mình sẽ vào nha. Ok. Cuối rồi, xuống cái đó là bắt đầu vào rồi mẹ, thấy không? Xuống cái đó là bắt đầu vào rồi. Thì đó, còn cái cục thấp ở đây nè, xong từ đó bắt đầu vào cái ga luôn đó. À, cái này là đợt trước mình đi, nó đang các bạn đang xây đó. Đúng rồi, lúc quay là đang xây á. Bên này nó có cái nhà hát gì đó. Không, nhà hát đó là biết rồi, mà bên này bên nó có nhà hát luôn. Bên nó xây nhà hát luôn. Để sắp tới nó tổ chức luôn làm phim á. Ủa đẹp quá trời. Đã qua là tới bên này rồi nha mọi người. Rồi giờ chúng ta bắt đầu xuống phố khám phá nha. Welcome to Green Pearl Harbor. Nè, nó làm lại giống y chang bên Ý, thấy không? Cái đường này nè, đi bọc bên này trước này. Đây, nó sẽ có cái bản đồ ở đây. Mình sẽ đi vào cái hướng bên này trước ha. Ở đây có rất nhiều nhà hàng luôn, đầy đủ hết nha mọi người. Rồi có spa các kiểu luôn. Con đường này nó xây đẹp ghê, làm cho Hùng nhớ ở bên Milan á. Hùng có cái khúc này mà nhớ như bên Milan. Ở đây có Trần Bình Spa. À, đẹp chưa? Khu ẩm thực nè, nha trang quán nè, đó, thấy chưa? Thế giới chè nè, đủ các thể loại luôn. Đấy, lát nữa mình ghé ăn kem đi. Ẩm thực các thể loại luôn. Hôm nay là đầu tuần cho nên là vắng vẻ hơn. Kìa, có căn nhà ma kìa, vào trải nghiệm nhà ma đi kìa. Hai mẹ con vào nhà ma đi. À. Đây, để mua vé cho. Qua đây chúng tôi cảm giác đang làm có một cái xứ sở châu Âu nào đó, rất là đẹp. Đúng
là gọi là những khu phố không ngủ á mọi người. Phúc có nhìn cái kiểu đang ở bên Tây vậy đó. Thành phố bên Tây có kem. Kem con đường này lại khiến cho Hùng nhớ đến một trong những cái con đường ở bên Milan, từ cái cách này, cách thiết kế này, thấy Hùng nhớ không nhầm. Trong một lần đi Ý, đi Milan á, thì bên đấy là có một khu phố giống như là hình chữ Y vậy đó, toàn là các cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng, họ cũng làm như vậy, họ là Y chang vậy. Họ đi đầu tuần cho nên cũng may mắn là mọi người thoải mái hơn. Và để họ làm những số này cho mọi người thành công hơn. Quảng trường phía trước. Đẹp chưa? Bên kia là Harbor Market, ngôi chợ. Đây là ngôi chợ này. Đây là quảng trường. Trong Harbor Market thì có rất nhiều mặt hàng y chang một ngôi chợ bên ngoài thôi, quần áo, nữ trang các kiểu, nhưng mà là đầu tuần cho nên là cũng không đông lắm. Giờ đi thảnh thơi hơn, nó vắng vẻ hơn. Bán nó bán ở kia, bán thời trang. Phía đằng sau thì cũng có những cái cửa tiệm để có nơi trưng bày những cái dòng xe của ở đây là bán về mỹ phẩm, rất nhiều những thương hiệu. Phía đằng này là dành cho thương hiệu mỹ phẩm. Không nhận là đúng là vào bên này thì có không ngủ cũng đúng, mà người đèn nước lên rất là đẹp nhưng mọi người đẹp lắm, lung linh long lanh luôn. Quảng trường chính, đi muộn rồi.
không có đông người quay phim chụp hình nó sẽ đẹp, nhưng mà nó khi đông người thì nó được cái có không khí tưng bừng vui, mà vắng cái này là cái chụp hình sẽ đẹp, nhưng mà không có cái mood đông người thì cảm xúc nó sẽ tưng bừng sẽ vui hơn. Ngồi quảng trường vui hơn. Đó, mình sẽ cắp treo xuống này. Ra quảng trường ngồi vui hơn con ạ. Ra là quảng trường ngồi vui hơn. Harbor và Phú Lý Bộ.